Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị của một tác giả quen thuộc, tác giả ngạ quỷ. Một tác giả nổi tiếng ở trên fanpage truyệnngắn.com.vn với chuyện ma kinh dị mang tên Lời Nguyền Ngải Đen. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào website truyệnngắn.com.vn để tìm đọc những tác phẩm của tác giả ngạ quỷ. Và đồng thời cũng để ủng hộ bé Tún, các bạn hãy chia sẻ những video của bé Tún để chúng ta sẽ có thêm nhiều khán thính giả hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị mang tên Lời Nguyền Ngải Đen. Mùa thu năm ngoái, tôi đã có dịp được về thăm quê gốc của cụ nội thân sinh ra ông của tôi ở vùng Tiên Nữ, Hưng Yên. Khi đó tôi đã được nghe một câu chuyện hết sức ly kỳ, mang tính huyền ảo, được lưu truyền ròng rã rất nhiều năm tại đây. Một câu chuyện có thật được chính miệng bà bác của tôi kể lại. Tôi xin mạn phép dùng lời tường thuật của người trong cuộc để kể lại thêm một lần nữa cho các bạn cùng nghe. Thời hậu Lê, có nhiều hộ dân từ trên xứ Kinh Kỳ tản về vùng Tiên Nữ Hưng Yên này để lập thêm nhiều làng quần cư. Trong đó phải kể đến có mấy họ như họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ Đinh. Mà chi họ Nguyễn là phải kể đến đông người nhất. Chính vì dòng họ Nguyễn đông người nên thành ra đi đâu cũng gặp người họ Nguyễn. Họ Nguyễn tràn khắp các làng nên một số người trong các họ còn lại cho rằng việc họ Nguyễn đông người quá sẽ dần dần chiếm đất hết, rồi đàn áp các họ khác, không cho họ được sống trên vùng ấy. Chỉ là một vài tâm hồn nhỏ mọn của một vài kẻ tự ý cho rằng là như thế, chứ đại thể là thật tâm đa phần người ở Tiên Lữ Hưng Yên cũng không có suy nghĩ như vậy. Tuy vậy, trong đám họ Trần, họ Lê, họ Đinh vẫn có một số kẻ đố kỵ, họp mưu bàn với nhau rằng: "Này họ Nguyễn đông như thế mà không nghĩ cách làm trừ khử bớt bọn chúng thì sau này đất của cái làng không còn chỗ cho họ khác. Đến khi ấy có muốn đứng lên chống lại họ Nguyễn thì cũng không được nữa rồi. Vậy nên tôi bàn tính cách trừ họ Nguyễn theo hai hướng như sau. Một là quay chúng lại, giết quách đi. Thứ hai là bỏ độc mà hại chết bọn chúng." "Kìa, quay giết thì không được, vì suy cho cùng ý kiến của chúng ta cũng chỉ là thiểu số trong họ mình. Chẳng qua là vì chúng ta tự muốn trừ lấy họ Nguyễn để bớt lấy cái nguy cơ. Nay chúng ta thân cô thế cô mà thẳng thừng ra vây bắt giết họ Nguyễn đâu có được, vì bọn chúng đông lắm. Mà bỏ độc thì không khéo lại gây ông đập lưng ông, tự hại chết cả người họ nhà mình." Một gã đàn ông họ Đinh thở dài giải bày. Một gã còn lại trong họ Lê chợt đưa ra một cách: "Quay giết cũng chẳng được, mà bỏ độc cũng chẳng xong. Nếu mà đường dương đã không dùng được, sao không dùng đến đường âm, bỏ ngải độc cho cả bè lũ họ Nguyễn chết hết đi." Kế ấy được đưa ra, tất cả đám người còn lại đều gật gù tán đồng. Và thế là bọn gã ngay trong đêm ấy đi tìm một ông thầy bùa ngải người Mán để thực hiện nghi lễ dùng ngải đen hòng giết chết những người nhà họ Nguyễn. Thứ ngải đen ấy được kể là chỉ có ở vùng cao xa với đất đồng bằng mới có, mà tộc người Mán là giỏi về cái việc dùng thứ ngải này nhất, nên việc tìm vị thầy bùa người Mán được tất cả đồng thời lựa chọn. Ông thầy bùa người Mán này vốn ở vùng núi cao Lạc Thủy, cách xa đồng bằng. Vì có dịp tiến cống nhà vua ở xứ Kinh Kỳ nên mới tới tận đây ở vùng đất này. Gã họ Lê tìm thấy ông trong một quán cư xá ven đường và cũng được nói chuyện với ông ta một đôi lần. Có lần, gã nghe ông thầy Mán kể vùng Lạc Thủy có thịnh một thứ gọi là ngải đen, chuyên dùng để bảo hộ cho người quý tộc với người có thân phận cao quý khỏi ma rừng. Mà thuật này thì ông ta hiểu rất sâu rộng, lại còn biết lợi dụng thứ ấy hơn mức bình thường
để không chỉ bảo vệ người thân, bản thân, mà còn quay đi sang giết ngược lại những kẻ mà ông ta ghen ghét. Khi trong cuộc họp bàn luận của đám người họ Trần, Lê, Đinh, gã họ Lê chợt nhớ đến việc ấy, nên nhắc tới. Khi quyết định của cả đám được tán đồng, ông thầy bùa ngải nghỉ mát, được dẫn về vùng Tiên Lữ để yểm âm trạch, lại chọn mạch tượng của dân nhà họ Nguyễn mà thả bùa, phù phép. Làm xong những việc ấy, thì cuối cùng cũng đến bước quan trọng nhất là bỏ thứ ngải đen tà độc, đem đốt chung với quần áo tóc tai có liên quan đến những người nhà họ Nguyễn. Kể từ bấy giờ, dòng họ Nguyễn bị dính phải một thứ bùa ngải khủng khiếp, mạt sát dần dần những người trong họ. Cứ qua từng đời, mỗi lần lại chết thêm một ít. Họ Nguyễn không sao phát triển hưng vượng được. Cho đến thời hiện đại, thì ở Tiên Lữ chỉ còn rất ít họ Nguyễn gốc, mà những người này đa phần đều ở trên người bị dính ngải đen tàn độc, nên luôn ốm bệnh, mà cuộc sống rồi tuổi thọ cũng không cao. Chuyện kể rằng ở đầu thôn Đồng Lạc, có ông Nguyễn Cao Cử, cũng là họ Nguyễn gốc sống ở đây từ lâu lắm rồi, chi họ của ông cũng bị ám bỏ giống ngải đen này, mà càng ngày càng lụi dần đi. Người họ Nguyễn truyền tai nhau rằng, giống loài ma ngải đen không chỉ rình bắt hồn người họ Nguyễn, mà còn ám cho gia đình người thuộc dòng họ này khó có con, thậm chí là gần như hiếm hoi cái chuyện con cái, để dòng họ Nguyễn phải tuyệt tử, tuyệt tôn. 5 năm trước, ông Cử có một người anh trai, vì không tin vào số phận phải chết dưới tay một thứ ngải yểm độc từ thời xa xưa, nên đã quyết định tự tìm hiểu về cách giải loại ngải này để tự cứu bản thân và gia đình dòng họ. Nhưng vì thứ ngải được bỏ nó quá là âm độc, có liên quan đến âm trạch, long khí của dòng họ, nên cần phải tìm về nơi chôn cất ban đầu của dòng họ Nguyễn ở cái vùng đất này. Mà thời gian trải qua đến mấy trăm năm, ai còn biết mộ cái người tổ tiên dòng họ Nguyễn ở đâu nữa mà giải. Thành ra, ông ta cứ giải bừa, đào bừa. Cuối cùng, ngải thì không giải được, mà hóa ra lại còn tự ngược cho mình thành bị ma làng vật cho chết sớm. Còn sớm hơn là kỳ hạn của ma ngải đến đòi ngải. Nghĩ lại chuyện cái chết của anh trai mình, ông Cử chỉ nhớ hôm ấy vào một đêm trời tối đen, lại là một hôm trời có bão, sấm sét đùng đoàng kêu vang cả cánh đồng. Ông Hải, cả người ướt sũng nước, trên tay cầm một cái khúc xương người trắng ơn ẩn, đã bị mục mất một nửa, chạy đến tìm ông. Ông ta đưa cho ông khúc xương người, rồi dặn dò rằng, này, anh tìm được một phần thi cốt của tổ tiên, nhưng mà vướng nạn truy sát của người âm, nên chắc không toàn mạng được. Em giữ lấy khúc xương này, dựa vào nó, đi tìm người có khả năng để tìm nốt phần hài cốt còn lại của tổ tiên, giải nốt cái nghiệp ngải án cả dòng họ nhà mình suốt nhiều đời qua để giữ lại mạch hương hỏa. Ông Hải nói xong, liền lăn ra, tắt thở. Cái xác của ông vừa mới chết, đã chuyển sang tím đen như bị trúng độc. Có đem dao ra cứa để thử máu, thì cũng chỉ đẩy ra những khối rắn như là đá vậy. Ở trên cổ ông Hải, có một vết hình bàn tay đen kịt như vừa mới có người bóp cổ ông tạo ra. Nhưng rõ ràng là ông Hải đã lăn ra chết trước mặt ông Cử, mà ông Cử thì không hề thấy có ai làm việc ấy cả, nên chỉ có thể tin rằng việc ông Hải chết là do ma cõi âm làm ra vậy. Sau khi ông Hải chết, thì lần lượt đến con cái, con gái, con trai, vợ ông cũng chết theo một cách giống y như vậy. Người vợ của ông ta thì cái chết khác biệt hơn so với những người trong nhà, là việc bà ta chỉ bị có vệt bàn tay ở cổ, chứ cả thân người thì vẫn bình thường, máu cũng không đến mức đông lạnh như đá vậy. Người ta chỉ có thể đoán là cả nhà ông Hải chết do việc động phải mồ mả của người âm, nên bị người âm trả thù. Còn những người còn lại là chết, cộng thêm cả huyết chú của ngải đen dính vào trên máu, thì mới bị đông ra thành như vậy. Ông Cử buồn lắm, không biết làm thế nào, nghe theo lời anh trai đi tìm mộ tổ thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mà nếu không có nghe theo thì cái thời hạn ngải lấy mạng nó sắp đến. Ông Cử có một người con trai
tên là Thành. Thành năm nay vừa tròn 18, chưa có vợ con gì. Ông nghĩ đến Thành cũng đã sớm muộn phải hứng chịu cái kiếp của lời nguyền ngải đen, thì ngồi buồn bã, thất thần. Thành đang từ vườn sau chạy ra sân, chợt thấy bố cứ ngồi buồn rầu ủ rũ trước cửa nhà, nhìn vào cái hộp gỗ, liền cất tiếng hỏi: "Bố ơi, bố làm sao mà cứ nhìn cái hộp gỗ ấy mãi vậy?" Ông cười chợt trừng mắt, quay qua nhìn Thành quát: "Mày trẻ con thì hiểu làm sao cái chuyện của người lớn. Chú ý vào cái việc học hành của mày cái kìa, hỏi vớ va vớ vẩn linh tinh. Năm nay mà học hành không ra gì, không lấy được cái bằng tốt nghiệp về đây thì đừng có mà trách tao đánh cho què giò." Thành vẫn chưa biết được việc bùa ngải được lưu truyền trong dòng họ của mình, vì ông cử vẫn cứ giấu giếm anh suốt bao nhiêu năm qua. Nên việc thấy ông nhìn cái hộp gỗ kia, anh kỳ lạ lắm. Cái hộp gỗ ấy, từ thời ông Hải, bác của Thành chết, là ông cử cứ giữ khư khư như một mẫu vật. Nay lại đem ra ngắm thì càng khiến Thành càng thấy ngạc nhiên. Thành 18 tuổi, sắp đến kỳ thi tốt nghiệp phổ thông để lấy bằng. Xưa nay Thành lại học dốt, nên ông cử càng cho rằng việc Thành không đỗ tốt nghiệp là phải phí công ông nuôi ăn học thêm một năm nữa, đâm ra quát nạt anh dữ lắm. Ông cử vẫn ngồi thất thần nhìn cái hộp gỗ. Thành tuy nghe ông cử đe thường xuyên là như vậy, mà bản tính của anh thì lại không thể sửa đổi. Vốn dĩ từ khi sinh ra, không hiểu sao anh cứ không kìm lòng được với cái thứ vui nghịch ngợm xa đà, mà cũng chẳng thể hứng thú được với bất cứ việc gì một cách nghiêm túc cả. Nhất là việc học thì lại càng không. Nó giống như một thứ ma lực đã tiềm ẩn sẵn trong con người của anh vậy. Chờ lúc ông cử không để ý, Thành đã lẻn ra khỏi tầm mắt của ông, chạy trốn ra ngoài cổng. Trước lúc ấy, trong lúc ông cử đang mắng nhiều anh thậm tệ, thì anh có nghe thấy tiếng âm ỉ ám hiệu kêu bằng âm huýt sáo vang chói của đồng bạn. Tiếng huýt sáo ấy thường vang lên mỗi khi thằng Đạt, kẻ cầm đầu nhóm bạn chơi bời của Thành, nghĩ ra một cái trò vui mới lạ nào đó. Thành thoát ra được ngoài cổng, thấy thằng Đạt đang ngồi xổm nép sát bờ rào, đang chu miệng huýt sáo chõ qua cái khe của bờ rào để gọi anh. Thành nghiến răng rón rén đi đến gần Đạt, rồi sút một cú đá rõ mạnh vào mông của Đạt cho mõ hét. Đạt tức giận bừng bừng quay đầu ngược lại suýt xoa định chửi động, thì thấy Thành nên lại thôi. Đạt suýt xoa hỏi Thành bằng vẻ khó hiểu: "Ông già mày đang làm gì mà hôm nay mắng mày ghê vậy? Mày lại gây ra tội gì lớn lắm à?" Thành mãn ngầm đáp: "Tội lớn gì đâu. Tao thấy ông cứ ngồi một mình ôm cái hộp gỗ thất thần tao hỏi, nào ngờ ông ấy nạt cho một trận mà chẳng hiểu tại sao nữa." Thành nói xong ngừng một chút rồi lại hất cằm hỏi Đạt: "Thế giờ mày tính là đi đâu chưa? Gọi tao ra đây chắc là có vụ gì lớn hả?" Đạt gật đầu chém tay như đinh chặt sắt: "Đêm nay tao tính bày trò thử lòng can đảm của tụi mày." Thành nhếch mép: "Thử can đảm là thử cái gì? Lần trước cái trò thử can đảm của mày làm tao liên lụy bị ông già sút cho hai nhát vào mông đây này, giờ vẫn còn đỏ. Đừng có mà bày trò chơi ngu nữa nhá." Kể đến việc ấy thì phải nói qua Đạt là thằng đầu sỏ nhất trong đám bạn chơi của Thành. Đạt chuyên bày ra mấy cái trò nghịch dại như là nổ pháo trước bốt công an, đốt pháo hoa đêm giao thừa ghẹo ở trụ sở ủy ban nhân dân xã. Ngay cả trêu chó cho chó đuổi mà nó cũng nghĩ ra nữa. Lớn đầu rồi mà vẫn đầu têu ra những trò chơi ngu như lũ trẻ trâu, nhiều lúc khiến cho Thành cảm thấy mệt. Ê thế nhưng mà vẫn vui. Chỉ có điều vụ việc của tuần trước Đạt bày ra là Thành cay nhất, đến giờ vẫn còn nhớ mãi. Đạt bày trò sang bên Hoàng Xá trêu ghẹo con gái ở bên ấy, cả lũ phóng xe ầm ĩ gào rú, rồi gặp mấy đứa con gái làng Hoàng Xá thì tính trêu ghẹo lớn lắm. Nào ngờ trời tối đen như mực, cả lũ nhìn không rõ là gái già hay trẻ. Đạt lại ghẹo trúng cái bà Mùi đầu làng. Bà nhận ra mặt mũi của tất cả bọn nên về mách bố mẹ từng thằng một để trả đũa. Cả bọn tức lắm
Nếu gẹo phải gái đẹp thì chẳng sao, nhưng lại vô tình gẹo phải một bà già, để bà ta tìm đến tận nhà thì đúng là ẩm ương vậy. Bà Mùi còn tìm đến tận nhà Thành, chửi đồng ở ngoài cổng. Tổ sư cái con chết băm chết bầm bậy, chúng mày hết trò hết việc rồi à, mà đang đêm đi vỗ mông người khác. Chúng mày tưởng bà đây hiền lành nên định ức hiếp bà phải không? Bà mà tóm được thằng nào trong lũ chúng mày lần nữa, bà túm cổ lôi lên xã, nhốt nửa bữa trong trại đấy con ạ. À. Bà Mùi chửi ngã gắt lắm, sau cùng chửi luôn sang cả ông Cử không biết dạy con. Thế nên thằng Thành hôm ấy bị ông Cử đánh cho một trận. Vụ ấy cho đến nay vẫn làm thằng Thành nhớ mãi. Nên khi Đạt bảo nghĩ ra một trò mới, thử lòng can đảm, giống y như cái câu nói trước khi cả bọn chọc phải bà Mùi tối hôm trước, mà Thành nhìn Đạt chỉ muốn suốt cho nó thêm vài nhát nữa cho bỏ ghét. Thấy Đạt cứ cười cười nhìn mình, Thành lười nhắc tỏ vẻ cáu kỉnh. Thế thử lòng can đảm của mày là cái gì? Mày nói mẹ mày đi. Nếu mà chủ ý còn ngu hơn cái lần trước thì không chờ bọn kia đánh mày đâu, tao sẽ tần cho mày một trận lê lết phải bỏ về đấy nghe chưa. Đạt nghe vậy thì cười khổ. Tao đâu có lần nào mà bày trò nghịch ngu đâu, chẳng qua là tụi mình số đen ấy. Mà kể cũng lại, cứ lần nào tao đi với mày là y như rằng... Đạt vừa nói đến đây thì Thành trừng mắt. Y như rằng làm sao? Có phải mày bảo tao đen đủi liên lụy đến cả bọn hả? Đạt lại cười trừ, xua tay. Không phải thế, tao có ý đấy đâu. Cơ mà, mày đen thật. Thành lầu bầu sốt ruột thúc giục. Thế mày nói đi, nói nhanh đi, hay để tao vào nhà. Thằng Đạt cười khúc khích, rồi đến gần ghé vào tai Thành nói nhỏ. Tao tính, hôm nay qua bên làng Lương Trụ. Thành ngạc nhiên hỏi, qua bên đấy làm gì? Đạt lại giơ cao cái bàn tay phải, chặt xuống lòng bàn tay trái, khẳng định. Tao nghe đồn, bên ấy có cái nhà ma, không ai dám vào. Căn nhà ấy, mấy năm trước có người treo cổ tự tử ghê lắm. Mà người ta còn thường thấy có con ma áo trắng, đeo cái dây thừng có lủng lẳng đi qua lại vào những đêm trăng. Thành hứng thú, vuốt cằm, hỏi Đạt. Hay lắm, vậy mày đến tính bày trò để gì để thử lòng can đảm chưa? Đi vào trong cái nhà ấy từng thằng một để nói chuyện với con ma à? Đạt lè lưỡi, lắc đầu. Không phải thế, mày còn nghĩ đến cái ý tưởng táo bạo hơn cả tao. Ý tao chỉ là như thế này này. Từng thằng xếp hàng lần lượt, đơn thân độc mã đi vào trong cái nhà ấy. Một mình ở trong ấy 5 phút rồi quay ra. Thằng nào ở không đủ, coi như bị loại. Nếu không đủ đô, thì thêm luôn cái ý tưởng của mày vào là nói chuyện với con ma đi cho nó máu. Nghe Đạt giảng giải, Thành thấy thích chí lắm và đồng ý ngay. Thành hẹn với Đạt tối đến khoảng 7 giờ sẽ có mặt ở đường Đồng Tụ họp với lũ bạn. Sau đó Thành trở vào nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Thành lo tối ấy ông Cử canh mình chặt không cho đi, nên còn cố lừa ông uống thêm chai rượu để cho chắc chắn. Rồi nhân lúc ông không để ý ken ken rượu mà lẻn ra ngoài. Đúng 7 giờ tối, Thành có mặt trên con đường đồng chạy qua trụ sở xã Đồng Lạc. Nhóm người của Đạt đã đứng ở đó chờ sẵn, bao gồm Giang, Hưng và Trung. Cả thầy trong đám bạn chơi chung với Thành có 4 người. Cả 4 thằng này đều thuộc hạng học dốt nhất lớp và nổi tiếng chơi ngu từ nhỏ. Vừa thấy Thành xuất hiện, cả 4 thằng kia đều lên tiếng gọi Thành. Rồi sau đó, thằng Đạt lớn tiếng chỉ huy kế hoạch. Bây giờ cả bọn đã đến đông đủ, tao phổ biến luật chơi, để cho công bằng và thưởng cho thằng nào gan dạ nhất. Thằng xung phong vào cái nhà ấy đầu tiên sẽ chỉ phải ở trong đó 4 phút. Cứ thế, thằng nào vào sau cùng sẽ phải ở lâu nhất, tối đa là 8 phút. Nghe Đạt phổ biến xong, cả lũ đều gật đầu đồng tình, rồi đồng loạt phóng xe qua xã Lương Trụ. Ở bên ấy, quả thật có một căn nhà hoang ở sát khu đồng vắng. Khu đồng này từ lâu đã không còn người canh tác, chỉ dùng để chôn người chết. Căn nhà được dựng bằng xi măng vững chãi, được lợp bằng mái phơ rô, nằm sát ở mép đường đồng. Cả nhóm Đạt và Thành phóng xe máy đi đến trước căn nhà, rồi dừng hẳn xe, tắt máy.
Đạt bước xuống xe đầu tiên, nhanh nhẩu nhận ra ngay. Tao xin phép là thằng gan dạ nhất, tao bảo trước. Thằng Đạt nói xong, chưa chờ cả bọn đồng ý đã tự tiện mở cửa xông vào. Cả bọn nhốn nháo. Đúng là thằng danh như thỏ. Nó mà bày trò nên tính trước vào đây để được hưởng lợi tốt nhất đi mà. Cả đám nhận xét rồi chê bai thằng Đạt là một thằng khôn lỏi. Đúng 4 phút sau, Đạt hợp tốc chạy ra khỏi căn nhà, tỏ vẻ kinh sợ. Có mà thật tụi mày ạ. Tao vừa non thấy cái thợ sợ dây thừng với bóng người lớp đó xong. Thằng Giang và thằng Hưng nghe Đạt tường thuật như thế, liền xanh mặt. Giang nói, thôi, có khi bố mày không vào nữa đâu. Thằng Trung thấy vậy, liền cười gàn. Thằng Đạt nói thế mà mày cũng tin à, xưa này nó lừa anh em mình bao nhiêu lần rồi. Đây, để tao vào cho mày xem. Nói rồi, không chờ cả bọn trả lời, thằng Trung chạy như bay vào trong căn nhà hoang ấy. Một lát sau, đúng khoảng thời gian ước hẹn 5 phút, thằng Trung bình tĩnh bước ra khỏi căn nhà với vẻ điềm nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Giang và Hưng liền chạy đến bên thằng Trung hỏi han. Sao rồi? Mày có nhìn thấy con ma không? Thằng Trung nhếch mép cười rùa. Ma quỷ cái béo gì? Thằng Đạt nó lừa chúng mày chứ làm gì có ma nào. Tao chỉ nhìn thấy mỗi cái bộ quần áo treo ở cửa sổ. Chắc là thằng Đạt lúc đi ra nhìn thấy nên lầm tưởng là ma đó. Trung nói xong, chưa kịp quay sang giễu cợt Đạt thì thấy sắc mặt của thằng Đạt tái xanh, ngã xuống đất kêu lên ma. Cả bọn cười ầm lên, lúc này cho rằng thằng Đạt sợ thật chứ chẳng phải là lừa gạt. Nhưng thằng Đạt chắc nịch, tao không đùa chúng mày đâu. Vừa rồi thằng Trung đi ra, tao thấy con ma nó đứng ngay ở cửa nhìn về phía thằng Trung kia kìa. Cả lũ nghe đến đây, hết thảy đều lạnh sống lưng, nổi da gà. Cả bọn đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỗ ngay cái cửa ra vào. Nhưng bọn họ chẳng thấy gì. Thằng Trung không cho là thật và bảo thằng Đạt vẫn đang dọa cả bọn. Chúng mày vẫn tin cái thằng Đạt à? Nó diễn kịch giỏi lắm. Tin tao đi, thằng nào dám vào, mai tao đãi thằng đấy một bát bún. Dám chơi không? Nghe thằng Trung khích lệ, Hưng với Giang bớt sợ hãi, chỉ có thằng Thành là từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, ôn tồn chăm chú ngắm nhìn căn nhà, chẳng thèm nghe bọn còn lại hù dọa nhau. Được thằng Trung bơm thêm tư tưởng, nên thằng Giang tiếp tục xung phong xông vào. Lần này quả nhiên thằng Giang ở trong đó được 6 phút mới chạy ra thì cũng tỏ vẻ hết sức thản nhiên. Giang nói, đúng như thằng Trung kể rồi à, làm méo gì có con ma nào. Cái thằng Đạt là bịa chuyện để lừa bọn mình. Đạt lắc đầu định phân bua, rồi hãi hùng ngã xuống đất thêm một lần nữa mà gào lên. Ma. Cả bọn đồng loạt quay ngược đầu lại nhìn, nhưng cũng chẳng thấy gì. Trung cợt nhả Đạt, mày có mỗi cái trò ấy mà cứ diễn đi diễn lại, mày không thấy nhảm sao hả Đạt? Đạt nuốt nước bọt quả quyết. Tao nói thật mà, sao tụi mày không tin tao? Con ma ấy hệt như lần trước thằng Trung vào, lần này thằng Giang vào xong nó cũng đứng ở bệ cửa nhìn ra. Chúng mày quay ra thì ý như rằng nó biến mất. Trung nhìn Hưng bơm đều, nếu mày cũng nhắc gan cái thằng khôn lỏi này thì cứ chịu thua trầu hôm nay đi, rồi mai tính khao anh em trả nợ. Thế nhưng thằng Hưng nào có chịu, nó vẫn bực đầy khí thế. Tao là Hưng chứ không phải là Đạt, để đấy, tao vào. Nói xong, Hưng khoan thai bước vào trong, oai nghiêm như lúc thằng Trung bước vào vậy. Được độ 7 phút sau, quả nhiên Trung cũng đi bộ ra ngoài mà không hề xảy ra chuyện gì, rồi chỉ nhìn Đạt với ánh mắt khinh thường. Đạt thấy Trung bước ra lại nhìn về phía căn nhà, nhưng lần này anh không hề tỏ vẻ sợ hãi gì cả. Trung thấy vậy liền hỏi, sao đấy, mày không diễn kịch nữa à? Đạt xua tay, lạ nhỉ, lần này thằng Hưng vào sao lại không thấy gì? Thằng Trung cười nói, thì có quái gì đâu mà thấy. Rồi quay sang nhìn Thành, bởi vì Thành là người cuối cùng trong bọn. Trung bảo, nào Thành, bây giờ đến lượt mày,
chơi hay nghỉ? Thành nhếch mép cười nhạt. Chúng mày đã thấy xưa này, có trò nào thiếu tao chưa? Nói xong, Thành khoan thai bước vào trong căn nhà hoang ấy. Căn nhà hoang này là một căn nhà xây kiểu cấp 4, đã rất cũ kỹ, lộ ra lớp vôi rực vữa lỗ chỗ. Những thanh xà ngang của căn nhà bị muối bọt ăn gần hết, có thể rụng xuống bất kỳ lúc nào. Qua mùa mưa năm nay, nếu căn nhà này không được tu bổ, thì chỉ cần một cơn bão quét qua thôi là khẳng định nó sẽ sập xuống. Thành vừa bước vào trong nhà, lập tức ngửi thấy một mùi nấm mốc xộc vào mũi, làm cho nó hắt xì hơi một cái. Đảo mắt quanh căn nhà, Thành thấy đúng như lời Trung nói. Ở cái cửa sổ phía sau căn nhà, quả thật có một bộ quần áo dài được vắt lên ở trên ấy. Thành bỏ di động ra nhìn đồng hồ, rồi bắt đầu chậm rãi bấm giờ chờ đợi. Thời gian tích tắc trôi qua từng giây. Những tiếng động lách tách cứ vang lên đều đều trong căn nhà giữa màn đêm u tịch. Ở bên ngoài, đám Trung, Đạt, Hưng và Giang đang cười nhau khúc khích. Thằng Đạt chợt đề xuất ra một ý tưởng điên rồ. Thằng Thành bao giờ cũng là thằng chấp nhận chơi sâu nhất hồi. Tao hiếm khi nào thấy nó lại bị dọa cho sợ mà bỏ chạy. Nếu thực trong căn nhà ấy không có ma thì chẳng thể nào dọa cho nó sợ được. Tao tính giờ anh em mình bỏ đi uống nước, chờ 30 phút nữa quay lại đón nó. Nó ra ngoài không thấy ghen mình, lại thấy toàn bia mộ thế này, kiểu gì cũng sợ vãi đái ra cho mà xem. Đến lúc ấy chúng mày lấy máy ảnh chụp lại để thỉnh thoảng đem nó ra trêu vui. Giang cũng đồng tình nói. Phải đấy, xưa này tao chưa thấy thằng Thành sợ hãi bao giờ. Lần này làm cho nó sợ, để nhìn một lần cho biết. Cả bọn nhất trí tán đồng. Rồi cả lũ lặng lẽ dắt xe đi trên đường đồng mà không nổ máy. Tốt là để cho Thành không biết là bọn chúng đã rời khỏi đây, bỏ mặc Thành một mình lại. Thành vẫn ngồi trong căn nhà hoang mà không biết Đạt đã bày ra thêm một trò nghịch ngu nữa để hại mình. Nó lặng lặng nhìn lên xà nhà để quan sát căn nhà cho hết thời gian hẹn. Ngồi trong căn nhà hoang vắng, tuy Thành không sợ ma cho lắm, nhưng cũng có cảm giác gai người. Vì trước đó nghe Đạt dọa dẫm nhiều lần nên tâm lý cũng có chút không ổn định. Tuy vậy, Thành là người luôn tỏ ra trầm tính như nước và trước nay chưa từng lộ vẻ sợ hãi với ai bao giờ. Mặc cho có dọa Thành như thế nào thì trông nó vẫn cứ như một cục đá vậy. Chính vì cái dáng vẻ ấy của Thành mà Đạt vừa rồi mới bày ra một ý tưởng tối dại đến như thế. Nhìn Thanh xà trên nóc nhà một lúc, bất chợt Thành thấy có điểm khác thường. Mắt của nó nhìn trong đêm hơi kèm nhèm, nên chỉ thấy ở trên thanh xà treo lủng lẳng một vật gì nho nhỏ, giống như là một sợi dây thì phải. Thành bật cái đèn pin chiếu sáng ở cái điện thoại, cẩn trọng dọi ánh sáng lên xem xét thật kỹ. Lúc này mới phát hiện, hóa ra cái vệt nho nhỏ ấy là một sợi dây thừng. Mà một sợi dây thừng buộc vòng qua cái xà lan rồi vắt vẹo ở trên đấy. Thành chợt nghĩ đến mục đích của sợi dây thừng treo ở đó làm gì. Nó tự hỏi rằng liệu có khi nào đó chính là sợi dây thừng mà người chết đã thắt cổ tự tử, giống như lời Đạt đã nói. Nghĩ đến đây, Thành liền có cảm giác lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột. Nhìn đồng hồ chỉ thấy còn đúng một phút nữa là hết thời gian thử thách. Nghĩ đến cái chiến thắng sắp cận kề, Thành cố kìm nén nỗi sợ hãi và sự suy đoán. Thành tưởng tượng đến cái hình ảnh người treo cổ trên cái xà nhà, khuôn mặt tím ngắt, lưỡi thì lè dài, với hai mắt đang trợn trừng nhìn xuống. Cảm giác ấy giống như đinh ninh trong đầu Thành, khiến cho Thành có cảm giác thân người nào đó treo cổ trên đấy thật vậy. Đúng một phút sau, thời gian thử thách đã hết, Thành vội đứng lên đi ra ngoài. Trước khi đi đến cửa, nó còn không quên chỉnh đốt lại quần áo cho ngay ngắn, rồi mới bước khoan thai
định bụng để cho lũ bạn không thể chê cười được. Thành đi ra như thế, nhưng khi ra đến nơi thì đám người bọn Đạt, Trung đâu, Giang với Hưng cũng đi đâu mất luôn. Ngoài đường đồng không hề có một bóng người, cả con đường kéo dài hoang vắng âm u, chỉ có duy nhất một mình Thành ở giữa. Hai bên đường là những ngôi mộ nhấp nhô xa dần, thỉnh thoảng là còn có những đốm sáng lập lòe ở sau những bia mộ, càng làm cho Thành có chút hoảng hồn. Thành vừa sợ vừa tức liền chửi đồng: "Mẹ kiếp, bày ra cái trò này chỉ có thằng Đạt chứ không có thằng nào khác. Kỳ này về mà tao không tận cho mày một trận thừa sống thiếu chết thì tao làm con mày." Nói xong, Thành đang định quay đầu đi, định đi bộ về, thì đúng lúc này trong lòng bỗng trào lên một cảm giác rất lạ, một cảm giác bồn chồn, không yên. Theo thói quen, giống như những lần trước, Đạt kêu lên khi có người xuất hiện. Thành lại như có trực giác mách bảo, liền quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa ngôi nhà hoang. Lần này không giống như những lần trước, Thành mới biết hóa ra những lần trước không phải là thằng Đạt bịa đặt. Quả thật là có bóng người nấp đằng sau cái cửa ngôi nhà hoang, đang nhìn chằm chằm ra ngoài. Cái thân người ấy mặc một bộ đồ màu trắng, chính là cái bộ đồ treo gần cửa mà lúc trước Thành nhìn thấy. Người này khuôn mặt tím ngắt, cái lưỡi lủng lẳng ở trên cổ, mắc sợi dây thừng. Đôi mắt sáng rực đang nhìn Thành chăm chăm. Thành hãi hùng, quay đầu bỏ chạy như điên. Mấy lần nó quay lại thì vẫn thấy cái bóng người kia lấp ló ở đằng sau những bia mộ đuổi theo. Mạch máu não như muốn vỡ tung, hai mắt mở to trừng trừng đầy sợ hãi. Chạy như điên, thở dốc, lao bừa về một phía mà chẳng nhìn được gì cả. Giờ đây, Thành chỉ biết chạy và chạy. Làm sao để thoát khỏi cái bóng ma kia là điều tiên quyết. Tiếng côn trùng kêu loạn xạ, ngay gần những ngôi mộ có những con chuột to đùng chạy qua, vang lên những âm thanh chiên chít như báo động. Ở cái cây liễu trồng cạnh một bia mộ, dưới ánh trăng nhá nhem, Thành có thể nhìn thấy một con chim lợn đang đậu trên một cành cây, mắt sáng như sao nhìn Thành, rồi kêu lên những tiếng động mang âm hưởng của riêng giống loài của nó. Tiếng con chim kêu lên en ét như muốn gọi hồn, khiến Thành sợ như muốn hồn lìa khỏi xác. Thành cứ chạy mãi, rồi ngất đi lúc nào mà không hề hay biết. Rất lâu sau, khi tỉnh lại, liền thấy một khung cảnh tối đen như mực. Nó đang ở trong một căn phòng. Thành nhìn thấy một người đàn bà mặc quần áo bà ba thời ngày xưa, cả người ướt đẫm, đang ngồi khóc thu lu một góc. Thành vừa nhìn thấy người đàn bà ấy, liền cất giọng: Cô là ai? Chỗ này là chỗ nào vậy? Người đàn bà ngừng khóc, quay mặt ngược trở lại, thì ngay tức khắc khiến cho Thành hãi hùng. Nó ngã bật xuống đất, định quay đầu chạy trối chết. Bởi vì khuôn mặt người đàn bà đó chính là một khuôn mặt của ma quỷ. Một nửa là một khuôn mặt bình thường, còn một nửa thì lộ ra trơ xương trắng. Đầu Thành đau như bó bổ, nó gào rú muốn điên loạn. Đúng lúc này, người đàn bà liền cất giọng nói với Thành bằng một cái giọng nghe như vọng về từ thế giới bên kia vậy: Cậu đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu. Người đàn bà tuy có khuôn mặt hết sức kinh khủng, nhưng giọng nói lại hết sức êm dịu, khiến cho Thành muốn vùng vẫy cũng nguôi đi phần nào. Nó gồng mình, lấy hết can đảm, quay đầu lại run run nhìn người đàn bà. Vẫn cái khuôn mặt ấy, vẫn cái hốc mắt một bên sâu hõm lộ trơ xương, vẫn một bên còn thịt da trắng bóc. Cái miệng của người đàn bà nhếch lên khẽ mỉm cười, ở một phần bên vẫn còn thịt. Người đàn bà cất tiếng: Tôi thấy cậu ngất ở bên ngoài nhà tôi, nên tôi đưa cậu vào đây để chăm sóc cho cậu thôi. Thành kỳ quái hỏi: Nhà ư? Nhưng nó chỉ thấy một căn phòng làm bằng gỗ vuông vắn,
không hề có cửa ra vào. Căn phòng này lại còn bị lở loét, tường sập sệ như sắp đổ xuống đến nơi vậy. Người đàn bà cất tiếng: "Phải, đối với tôi thì nó là nhà, nhưng đối với người như cậu thì có thể gọi nó là một ngôi mộ thì đúng hơn." Thành kinh sợ, giật thót mình khi nghe được người đàn bà nói như vậy. Vậy có nghĩa là người đàn bà đó thực sự là ma, còn nó đang ở trong chính cái ngôi nhà ma ấy ư? Thấy Thành run rẩy, người đàn bà điềm nhiên nhìn nó rồi cười trấn tĩnh: "Cậu không phải sợ, tôi tuy là ma nhưng không làm hại cậu đâu. Vừa rồi nếu tôi mà không lôi cậu vào nhà thì có lẽ cậu mới thật sự gặp nguy hiểm." Thành hỏi: "Tại sao lại nguy hiểm?" Người đàn bà lại hỏi ngược lại: "Thế trước khi chạy đến đây, cậu bị thứ gì đuổi, có phải không?" Thành mở to mắt ngạc nhiên: "Sao cô biết điều ấy?" "Phải, tôi gặp một cái bóng người ở cái nhà hoang trên đường đồng." Người đàn bà cười nhạt trả lời: "Cậu có biết cái bóng người vừa đuổi theo cậu là ai không?" Thành lắc đầu, người đàn bà thở dài nói: "Nó là con ma thần vòng. Nó đuổi theo cậu để muốn ép cậu phải thắt cổ tự tử giống như nó. Con ma ấy là oan hồn nên nó mạnh lắm. Nếu tôi không nhanh kéo cậu xuống đây, chắc giờ này cậu đang treo lủng lẳng trên cái xà nhà của căn nhà đấy rồi." Thành nghe đến đây thì sắc mặt xám như tro, không biết nói gì hơn. Người đàn bà lại nói tiếp: "Nhưng mà nó không tha cho cậu đâu. Một khi nó đã xác định mục tiêu rồi thì người đó chỉ có đường chết." Thành kêu lên: Cái gì? Chết à? Tôi không muốn chết đâu, cứu tôi." Người đàn bà lại cười giảng giải: "Nhưng cậu đừng sợ, tôi có cách để cứu cậu. Chỉ cần cậu nghe theo tôi là được." Thành hỏi: "Cách gì? Cô có cách gì?" Người đàn bà lắc đầu: "Tạm thời chưa phải lúc, tôi sẽ nói cho cậu sau. Tôi còn muốn nói cho cậu hết cách giải cái thứ buồn ngại mà dòng họ nhà cậu đang dính phải. Giờ bạn của cậu ở bên kia đang tìm cậu, cậu phải về nhanh thôi. Cậu cứ về nhà đi, còn tôi sẽ tự khắc đến tìm cậu." Người đàn bà nói xong thì mắt Thành hoa lên một chọc. Cậu nó thấy ngất lịm đi không biết gì nữa. Đến một lúc sau thì tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một bãi đất trống. Bên cạnh là một cây trứng cá nhỏ. Một giọng nói văng vẳng như tiếng gió thì thào bên tai Thành: "Cậu phải nhớ kỹ, đêm mai người thứ hai đến tìm cậu là tôi. Đến lúc đấy thì hắn trả lời, nhớ kỹ vào." Giọng nói vừa biến mất, lập tức Thành nghe tiếng hô hoán của bọn thằng Đạt: "Thành ơi, Thành ơi!" Tiếng động vang xa xa ở khu đường đồng, nơi Thành đang đứng thì khuất sau những khu mộ trùng trùng điệp điệp. Thành hì hục chạy về phía phát ra tiếng gọi của Đạt: "Tao ở đây!" Tiếng của Thành vang rõ mồn một, nên chẳng lâu sau đám bọn thằng Đạt cũng tìm được. Thành vì sợ mất mặt nên giả bộ thản nhiên đi từ từ lắm. Đám của thằng Đạt nhìn thấy Thành mà lại thấy nó chẳng tỏ vẻ hoảng sợ chút nào, giống như bọn chúng dự đoán, thì thất vọng lắm. Thằng Trung nói: "Thằng Danh Thành đúng là cục đá thật rồi, đúng là chẳng có cái gì dọa được nó cả." Thằng Giang cũng gật gù tán đồng: "Đúng vậy, thằng này thần kinh nó làm bằng thép chứ chẳng phải làm từ mẫu thịt đâu." Đạt hiếu kỳ hỏi Thành: "Mà mày tự nhiên chui vào lẫn trong cái đám bia mộ này làm gì? Mày không sợ ma nó bắt hồn à?" Thành điềm nhiên trả lời: "Sợ gì, tao vừa nãy còn nhìn thấy con đom đóm đẹp quá nên đuổi bắt, nào ngờ là đám lửa ma chơi. Hay, chán thật." Vừa nghe Thành nhắc đến lửa ma chơi mà cứ tỉnh bơ như không, cả đám đều lắc đầu lè lưỡi. Không ai bảo ai cũng tự nhắc mình trong lòng là có lẽ từ giờ chẳng bao giờ dọa Thành nữa, vì có dọa thì Thành cũng chẳng sợ, gan nó to bằng trời mất rồi. Nhưng bọn họ nào biết, ngoài miệng thì Thành đang bạo như vậy thôi, chứ trong tâm thì Thành đang nóng ruột như lửa đốt. Thành quay sang hỏi Đạt: "Thế bây giờ chơi xong rồi à? Ai là người thắng cuộc?" Cả đám bốn mắt nhìn nhau,
tất cả đều đã vào trong căn nhà. Nếu mà nói như vậy, thì cuộc chơi này đã hòa. Đạt không cam nguyện với kết quả như vậy, liền đề xuất. Thằng nào dám vào nói chuyện với con ma ấy, thì thằng ấy thắng. Cả đám nhìn nhau đều đồng loạt lắc đầu, không đồng ý với ý kiến của Đạt. Thằng Trung bảo, thôi muộn rồi, vào đấy biết bao giờ mới được gặp ma, mà chắc gì đã có. Giờ này ông già tao ở nhà, đang xứ tung cái làng này lên để tìm tao rồi. Tao phải về ngay, nếu không ngày mai, nhiều đòn với ông ấy mất. Nghe thấy thằng Trung nói, thằng Hưng với thằng Giang cũng đồng loạt đòi viện cớ mà đòi về. Còn Thành thì vừa gặp ma thật xong nên cũng chẳng có lòng dạ nào dám quay lại. Đạt thì có vẻ như trước đó cũng nhìn thấy con ma thật nên ngầm đồng ý, không nói gì cả. Cuối cùng cả bọn tiêu nghỉu lên xe đi về. Trong cuộc vui hôm nay bày ra không có kẻ chiến thắng, nhưng mỗi người mỗi vẻ đều có những tâm lý suy nghĩ nguồn ngụt khác nhau. Đặc biệt là Thành, nó cực kỳ ám ảnh bởi những lời nhắc nhở của người phụ nữ kia. Cô ta nói là lời nguyền của dòng họ ư? Nó là gì mà từ trước đến nay sao Thành chưa từng nghe qua bao giờ? Về đến cổng nhà, đèn điện đã tắt hết. Thành rón rén mở cổng chui tọt vào trong nhà. Nhưng vừa vào đến nơi thì nó thấy mẹ chạy tới túm lấy cổ tay nó, ra hiệu khẽ khàng, xịt nhẹ vào tay, nó nói nhỏ. Trời ơi, sao mày vẫn dám bỏ đi chơi thế hả Thành? Mày vào buồng nhanh lên không kẻo bố mày thấy, bố mày đánh cho què giò. Học thì không lo mà học cứ suốt ngày trốn lo đi chơi. Bà Định, mẹ của Thành cứ hối con chạy vào buồng thật nhanh, rồi cố dõi mắt canh chừng ông Cử, vì sợ không may giữa chừng ông tỉnh lại thì nửa đêm lại to tiếng ầm ĩ nhà cửa. Thành cũng sợ thật nên lời mẹ không dám cãi, chui tọt vào buồng mặt xanh nanh vàng, rồi từ bấy nhảy lên giường trùm chăn kín mít mà nhắm mắt đi ngủ. Thành vẫn tưởng tượng đến những giây phút hãi hùng lúc trước mà không xa xua được những hình ảnh ấy. Nó cứ quanh quẩn trong đầu về người phụ nữ có nửa khuôn mặt trơ xương, về con ma thần vòng trong ngôi nhà hoang giữa cánh đồng. Thành miên man suy nghĩ, rồi thiêu thiêu ngủ lúc nào không biết. Ở trong nhà, ông Cử vẫn ngủ say. Đến nửa đêm, ông Cử khát nước nhòm dậy, ngáp ngắn ngáp dài, liếc dọc liếc ngang, rồi chạy vào buồng trong, xem đêm qua Thành đã về chưa. Vào tới nơi, ông thấy Thành đã ngủ say, bèn thở dài, rồi quay đầu trở ra. Ông Cử đến đầu hè, ngồi xuống cái ghế gỗ, châm điếu thuốc lào hút liền mấy hơi, sau đó nhấp vài ngụm nước trà vẫn còn pha từ trước. Ông ngồi đấy một lúc, nghỉ ngơi, rồi mới định bụng quay lại vào trong, ngủ tiếp. Nhưng ông vừa định quay đầu thì liền thấy có một cái bóng trắng cứ thấp thoáng lượn lờ ngoài đầu cổng. Ông Cử nheo mày, định thần lại một lúc, thì vẫn là cái bóng trắng ấy. Xa quá nên ông cũng chẳng nhìn rõ mặt mũi, mà cũng chẳng biết là nó mặc bộ đồ trắng trông như thế nào, chỉ là một cái bóng trắng mờ mịt mà thôi. Ông Cử nhìn mãi không đoán ra được, đành đánh tiếng. Ai đây? Ai cứ đi qua đi lại, vào nửa đêm vào cổng nhà tôi đấy. Bóng trắng bên ngoài không trả lời, chỉ lặng yên đứng lại, ở đứng ở xa xa theo dõi con mắt đang chăm chú nhìn ông không rời. Ông Cử tính ra quát Đạt một trận để đuổi nó đi, nhưng không ngờ cái bóng trắng ấy lại xuyên qua cửa sắt tiến dần về phía ông. Ông mặt mày kinh hãi, thất sắc kêu lên ối một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Bà Đình đang nằm trong buồng, chợt nghe tiếng hét la lên của ông Cử thì lại tỉnh lại. Bà vội vàng gạt tấm chăn qua một bên rồi hốt hoảng chạy ra với chồng. Ông Cử ngã xuống đất thì vừa lúc cái bóng trắng biến mất, mà bà Đình cũng chạy đến gần đỡ ông dậy hỏi han. Kìa, ông làm sao? Sao đang ngủ mà lại thức dậy nửa đêm, còn không bật cái đèn điện lên, thế để ngã mới khổ. Ông Cử nghe vậy thì xua xua tay. Tôi khát nước nên mới dậy để uống một ngụm. Nào ngờ tôi vừa mới ngồi được ở đây được một lúc thì... Ông Cử lắp bắp, run run tay chỉ ra cổng. Thì tôi nhìn thấy một cái bóng trắng bà ạ. Mới đầu thì tôi thấy nó cứ lượn lờ qua lại cái cổng ngoài vườn nhà mình. Tôi hỏi nó là ai thì nó không có nói. Đến lúc tôi định ra quát cho nó một trận để đuổi nó đi, Thì nào ngờ cái thân người trắng của nó xuyên qua cái cửa,
rồi lao về phía tôi. Nghe ông Cử vừa nói, vừa run run chỉ tay về cổng, thì bà Đình cũng dõi mắt nhìn theo cánh tay ông. Nhưng bà chẳng thấy ai ngoài ấy cả, ngoại trừ mấy cái dây leo chẳng chịt vẫn bám ở cánh cổng sắt từ lâu đời. Bà vuốt vuốt ngực ông Cử, rồi nói bằng giọng trấn an. Làm gì có con ma nào ngoài ấy, khéo ông ngủ lại nửa tỉnh nửa mơ lên mới tưởng tượng ra. Thôi, đi vào nhà ngủ, ngoài này một lúc nữa lại cảm thì khổ cái thân tôi thôi. Bà Đình lên tiếng thúc giục, ông Cử cố nén sợ hãi cũng phải nuốt nước bọt, lật đật vào trong buồng. Ông trèo lên chiếc giường gỗ, nằm xuống mà mắt cứ mở thao láo không ngủ nổi. Ông suy nghĩ đến cái hình ảnh vừa rồi mà ông thấy, cái bóng trắng xuất hiện lướt vào cổng, sắt lập lòe. Bà Đình chui vào buồng rồi nằm xuống cạnh ông. Được một lúc, bà cứ thấy ông trằn trọc mãi thì liền hỏi. Ông cứ nghĩ đến chuyện đấy à? Già rồi nhìn gà hóa cuốc chứ ma quỷ gì? Ông Cử phân trần. Mấy hôm nay, tôi ngồi cứ suy nghĩ, nghĩ đến cái chết của anh Hải mà tôi không yên được bà. Thế ông nghĩ cái gì? Tôi có một chuyện này vẫn luôn giấu bà, giấu con. Nhưng mà chắc ngày mai tôi phải nói cho hai người biết thôi. Chứ cứ để thế này thì tôi cũng bứt rứt lắm. Cái bóng người lúc nãy khéo lại là ông Hải anh tôi về tìm tôi chứ chẳng phải ai đâu. Bà Đình không cho là đúng, bà xua tay nói. Ông cứ nói linh tinh vớ vẩn, công an người ta kết luận rồi, cái chết của anh Hải là do trúng gió. Vì ông ấy đi trời mưa, chứ ma quỷ cái gì? Ông Cử cự cãi ngay. Thì bà giải thích cho tôi, tại sao cả vợ, cả con nhà bác ấy đều chết hết sau khi bác đi mất? Bà Đình định đôi co với chồng bằng được, nhưng nghĩ lại trong vấn đề này đúng là có điểm kỳ lạ thật. Bà cứ lắp bắp, cãi ngang, chống chế. Thì cũng có thể là do nhà bác ấy, hôm ấy trúng gió nên mới chết cả. Ông Cử gạt ngay, vớ vẩn, nói thế mà cũng nói được à? Nói xong, ông quay đầu nằm nghiêng sang một bên, nghĩ lại chuyện hồi nãy mà chẳng thèm phân bua gì với bà Đình. Sáng hôm sau, ông Cử dậy từ rất sớm, cho gà ăn, băm bèo cho lợn. Thành cũng vừa mới dậy thì cũng phải đến trường ngay nên không có nhà. Đến sầm tối, cả nhà quây quần lại quanh mâm cơm. Lúc này, ông Cử mới trịnh trọng nói. Lát nữa ăn cơm xong, thằng Thành không phải học hành gì cả. Ngồi ở trên này để tao nói chuyện, cả bà nữa, cũng đừng có đi đâu. Ông Cử căn dặn một câu như thế thì không nói gì nữa, mà cứ im lặng, ăn cho xong hết bữa cơm. Đúng 7 giờ tối, cả ba người lại một lần nữa tụ họp quanh chiếc bàn uống nước ở gian khách. Ông Cử bê cái hộp gỗ mà thường ngày ông hay cất giữ như báu vật, đặt xuống bàn. Thành lạ lắm, vì thường ngày ông Cử cứ giữ cái hộp ấy khư khư không cho ai xem. Vậy mà hôm nay, ông lại chủ động, cầm nó xuống đây thì hẳn là phải có chuyện gì quan trọng, mới khiến cho ông bận tâm như vậy. Bà Định cứ bồn chồn sốt ruột không yên, nhấp nha nhấp nhộn. Hai mẹ con chăm chú nhìn ông Cử mà không biết là ông định làm gì. Ông Cử ngồi chết lặng một hồi lâu, một lát mới cất giọng trầm trầm, phá tan đi bầu không khí căng thẳng. Thường ngày, mọi người cứ thấy tôi giấu giếm không cho ai xem cái hộp này, nên chắc là hiếu kỳ lắm phải không? Vậy chứ hai người có biết bên trong cái hộp này chứa cái gì không? Bà Đình nóng lòng nói ngay, thì ông cho ai xem đâu bao giờ mà biết. Thành cũng gật đầu hưởng ứng. Lúc này, nó có cảm giác tò mò và nóng ruột y như bà Đình, chỉ chờ ông Cử giải thích. Ông Cử thở dài, rồi lại đáp. Tôi nói thật với hai người, trong này chẳng phải là báu vật gì liên quan đến tiền bạc như hai người nghĩ đâu, mà nó chỉ là một khúc xương cốt thôi. Cái gì? Một khúc xương? Thành tự động buột miệng hỏi, ông Cử cũng không chờ lâu, giải đáp. Chuyện này, để lời truyền kỳ mấy đời nay trong dòng họ nhà tôi rồi. Ngày xưa thì truyền khắp cả cái làng cái tổng này, người nào cũng biết. Nhưng đến thời hiện đại thì lắm người xứ khác đến, thành ra cái việc ấy nó nhạt dần.
rồi người làng quên hẳn. Đến bây giờ thì ngoài những người trực hệ chính thống của dòng họ mới biết, còn ngoài ra không ai rõ được nguyên nhân. Ông cụ nói xong trịnh trọng mở chiếc hộp gỗ, cầm cái xương người trắng ẩn đã bị đục khoét hết một nửa, đặt xuống bàn cho cả hai mẹ con. Đây là khúc xương của tổ tiên dòng họ Nguyễn nhà mình. Bác Hải cũng vì chuyện này mà chết, là vì dòng họ nhà mình có một lời nguyền âm độc của ngài, là dính phải lời nguyền ngài đen. Bà Định với Thành nghe đến đây thì há hốc mồm. Ông cử vẫn tiếp lời. Lời nguyền ngài đen này cực kỳ tàn ác, là vì ngày xưa họ Nguyễn nhà mình ở làng này đến sớm nhất nên đông lắm. Đông quá nên có kẻ ghen ghét, muốn trừ bớt người trong họ. Nên họ bày trò thả ngài đen, để cho ma ngài đen đuổi cùng giết tận, dần dần giết hết những người trong họ. Người họ nhà mình vì dính cái lời nguyền ngài đen này, nên không ai sống thọ được, ai cũng có kỳ hạn phải chết. Người sớm thì mới độ đôi mươi đã lìa đời, người may mắn muộn hơn một chút cũng phải chẳng phải đến 60. Bác Hải cũng vì kỳ hạn đã tận kể nên mới làm liều, cố liều mình đi đào mà tìm xương cốt của tổ tiên để giải lời nguyền, mà vô tình lại chọc phải ma làng, dẫn đến việc nó vật chết cả nhà ông ấy, rồi ma ngải đen cũng ứng chú ngay. Bà Đình trước nay không hề tin chuyện ma quỷ, khi nghe chồng nói việc ấy thì thất thần lâu lắm. Thành cũng vì việc này mà kinh ngạc, không sao tin được. Một lát sau, ông cử lại nói, hôm qua tôi thấy cái bóng trắng lấp ló ở ngoài cổng thì tôi biết chắc chắn là bác Hải về tìm tôi, để nhắc tôi là kỳ hạn của tôi cũng sắp đến. Chắc là muốn dặn tôi nhanh lo việc này trước khi xuống mồ, nên hôm nay tôi họp mặt hai người kể chuyện, để là khi tôi chết thì mọi người cũng rõ tường tận cái việc mà tôi đang gặp phải đó. Ông cử nói xong thì lại cất cái khúc xương đã mục nát quá nửa bỏ vào trong hộp gỗ, rồi căn dặn Thành, bố chỉ có mỗi một mình mày là con trai, cũng là người duy trì hương hỏa cuối cùng của dòng họ Nguyễn nhà mình, nên chỉ căn dặn mày là từ sau khi bố chết phải cố gắng tu trí mà làm ăn, lấy vợ sớm đi. Còn cái việc giải lời nguyền ngải đen mà bác cả mày nói, làm được thì làm, không làm được thì đừng có cố, lại chết vì cái lũ ma làng. Chuyện đến đâu thì đến, mệnh người có số kiếp rồi con ạ. Ông cử dặn xong, liền cầm cái hộp gỗ đặt lại vị trí cũ, rồi quay đầu lau nước mắt đi thẳng vào trong buồng mà không ra nữa. Bà Đình với Thành cứ ngồi thất thần ở ghế thật lâu, lát sau mới tỉnh táo đứng dậy. Thành hôm nay chẳng có tâm trí nào mà bỏ đi chơi. Một là vì cái hình ảnh người đàn bà trong huyệt mộ cứ ám ảnh nó, làm nó không sao chú ý sang việc khác. Một việc là vì chuyện của ông cử vừa nhắc đến cũng khiến cho nó hoảng sợ không xiết. Vì thế cho nên mặc dù hôm nay ở ngoài bờ rào, thằng Đạt đã huýt sáo mấy lần để gọi ra bàn bạc mà nó không ra. Nửa đêm khuya hôm ấy, ông cử đột nhiên thức dậy, đi ra bên ngoài, ngồi xuống cái ghế ở giữa sân, cầm điếu thuốc lào, hút vài hơi, rồi ngồi yên vị như chờ đợi một điều gì. Bà Đình đang nằm ở giường, không thấy ông đâu thì liền nhổm dậy. Bà chạy ra sân thì thấy ông cử cứ ngồi ở cái ghế giữa sân, mắt nhìn đăm đăm ra cánh cổng ngoài vườn như đang chờ ai đó. Bà Đình đến gần chồng, ân cần hỏi, sao khuya rồi ông không ngủ, mà còn chạy ra ngoài làm gì? Ông cử thở dài, tôi đang chờ bác cả về dặn dò tôi. Bà Đình lắc đầu thở dài không nói gì cả. Bà quay đầu bước vào trong nhà, lượn qua chỗ chồng, rồi đi qua cửa buồng của Thành xem Thành đã ngủ chưa hay vẫn còn thức để nghịch điện thoại. Cái buồng của Thành nằm ở góc nhà bên trái, ngược với buồng của ông bà ở góc nhà bên phải. Trong cái buồng ấy chỉ có duy nhất một cái cửa sổ hướng ra vườn sau nhà. Bà Đình ló mặt vào, định nom xem con đã ngủ say chưa thì trước mắt bà lập tức kinh hãi, vì từ lúc nào ngoài cửa sổ buồng của Thành, ngay gần cái chỗ Thành đang nằm, có một cái bóng trắng nhởn đang đứng lù lù, mặt mũi tím ngắt, cái lưỡi đỏ lòm lòm thè ra với sợi dây đang mắc tòn ten trên cổ, đang mở to hai mắt trợn tròn nhìn Thành chằm chằm. Bà Đình sợ quá liền ngã bật xuống đất kêu la thất thanh. Ông cử đang ngồi ngoài sân nghe tiếng vợ kêu, liền chạy vào ngay. Tới nơi, ông thấy mặt mày của bà Đình đã xám như tro. Bà túm lấy tay ông, rồi thều thào nói,
Ôi trời ơi ông ơi, tôi vừa nhìn thấy con ma treo cổ. Nó đứng ở ngay ngoài cửa sổ bộ thằng Thành ông ạ. Nó nhìn thằng Thành chằm chằm mà nói gì cũng chẳng làm gì. Cánh cái lưỡi của nó thè dài ra đỏ lom lom. Tôi sợ hãi hụp xuống đất kêu lên, ngoảnh lại thì không thấy nó đâu nữa. Ông cứ đỡ bà Bình dậy, rồi chạy đến bên cái cửa sổ, khép ngay cái cửa lại giúp Thành, rồi chạy ra hỏi bà Đình, thì nó vóc người như thế nào, quần áo ra sao? Bà Đình nói, nó cao chừng tôi thôi, hình như cũng là đàn bà thì phải. Nó mặc bộ đồ màu trắng, tóc dài mà đen nhánh, cái miệng thì thò ra cái lưỡi đỏ lòm lòm dài lắm ông ơi. Ông cử ngay đến đây, liền mường tượng đến cái cảnh mà mình đêm hôm qua, chính mắt ông nhìn thấy. Cái vóc người áo trắng lấp lò mà cũng thấy hệt như những gì mà bà Định vừa kể. Vậy thì cái hồn ma ấy đâu có phải là hồn ma của ông Hải, anh trai ông, mà nó là một cái hồn ma khác. Hồn ma của con ma thần vọng đến tìm con trai ông đòi mạng. Nó đã bắt đầu đến từ hôm qua, nhưng hôm nay mới tiếp cận đến gần Thành. Ông run lẩy bẩy hết cả tay chân. Ông chẳng dám ngồi ở ngoài sân mà nhanh nhanh chóng chóng hỏi bà Định. Bà nhanh ra đóng hết cửa nẻo lại, rồi thắp mấy nén nhang khấn vái các cụ nhanh lên. Kỳ này con ma thần vọng nó án thẳng con trai mình rồi, cứ chẳng chơi. Bà thắp hương khấn các cụ để các cụ về bảo vệ nó thì mới may ra mấy kỳ. Bà Định nghe ông cử hối liền vội vàng đi làm ngay. Khi bà vừa đóng cửa lại cũng chính là ở phía ngoài cổng xuất hiện thêm một cái bóng trắng nữa lướt tới. Bà hãi hùng không dám nghĩ nhiều, chạy đến bên ban thờ thắp hương, vừa khấn vái vừa mếu máo khóc gạt nước mắt liên tục. Ông cử thất thần ngồi ở cái bệ cửa, chẳng dám đi đâu, cũng không sao ngủ nổi. Còn đối với Thành, nó đang chìm trong mộng cảnh nên không biết những việc bên ngoài. Mơ thấy đầu tiên là có người đứng ngoài cửa gọi mở cửa cho nó vào. Nó đang ngồi trong nhà mà cái tiếng người ấy cứ khục khục âm ỉ mãi. Trong giấc mơ, nó nhớ lại lời nhắc của hồn ma dưới huyệt mộ. Cậu phải nhớ kỹ, đêm mai, người thứ hai đến tìm cậu là tôi. Đến lúc ấy hắn giả lời, nhớ chưa? Thành ghi nhớ việc ấy rõ lắm, nên người kia có gọi thế nào thì nó cũng không mở cửa. Đợi một lúc sau thì người ấy đột nhiên biến mất, không gọi nữa. Đến lần thứ hai, có một giọng khác nghe rất quen. Cậu Thành, mở cửa cho tôi. Nghe đến đây, Thành chạy ra mở cửa ngay. Lần này thì thấy chính là người phụ nữ ở dưới huyệt mộ. Chỉ có điều hôm nay cô ta đến gặp Thành thì gương mặt lại hoàn chỉnh, không lộ ra xương như hôm ở trước, trông rất xinh đẹp. Cô ta nói, may là cậu nghe lời tôi. Vừa rồi con ma thần vòng nó đến tìm cậu, cậu mà mở cửa ra là chết với nó ngay. Đây là trong mộng nên chỉ có cậu mới quyết định được việc cho nó vào hay không. Đáng lẽ nó không đi ngay đâu, nhưng giờ ở bên ngoài bố mẹ cậu đang thắp hương khấn vái tổ tiên của cậu phù hộ, nên nó không có dám ở lại. Vậy nên tôi mới vào được đây. Thành hỏi, vậy chứ cô không sợ hồn ma tổ tiên tôi đuổi bắt cô sao? Người phụ nữ lắc lắc đầu, tôi không sợ, vì tính ra là tôi đến để giúp chứ không phải để hại. Hồn ma tổ tiên của cậu biết rõ việc ấy nên không có cản tôi, mà chỉ đuổi con ma thần vòng đi thôi. Nói xong, cô ta ngồi xuống cái ghế ở trong nhà. Trong giấc mộng này chỉ có Thành với cô ta. Cô ta lại nói, có hai việc mà cậu phải làm ngay. Thứ nhất, để thoát khỏi con ma thần vòng, cậu phải trở lại căn nhà hoang đó vào ban ngày, đem cái thanh xà mà nó treo cổ đốt đi là giải được. Thứ hai là về lời nguyền ngải đen, muốn giải thì cậu phải lấy hết xương cốt của tổ tiên, không thiếu một khúc nào, cho vào một cái hũ nước, rồi đào vào một cái hố thật sâu chừng 6 mét, đặt cái hũ xuống đấy, đổ đầy nước, lại tìm xương cốt của những kẻ đã từng hạ chú mà giải, đem đốt đi, ra cho, đổ vào hòa cùng với nước trong bộ xương, thì lời nguyền ngải đen sẽ được giải thôi. Thành lắp bắp hỏi, nhưng mà làm sao mà tôi làm được việc thứ hai? Tôi không biết xương cốt của tổ tiên tôi được chôn ở đâu.
mà của những kẻ đã hạ lời nguyền ngại đen thì cũng càng khó. Cô gái lại nói, những kẻ hạ lời nguyền ngại đen ấy có tổng cộng thuộc 3 dòng họ Trần, Lê, Đinh, bao gồm 7 kẻ. Cậu cứ đến khu mộ chôn dành riêng cho từng dòng họ, rồi khi ấy tôi sẽ ra chỉ cho cậu. Tạm thời trước hết, muốn tránh ma ngài tìm đến, thì bảo bố cậu rời hết chỗ xương cốt của nhà ông bác cậu chôn ra chỗ khác, đừng có chôn trong nghĩa trang của dòng họ nữa. Có như vậy con ma ngải đen sẽ mất một thời gian mới tìm được bố cậu. Trong thời gian ấy thì làm những việc kia mới có thể được an toàn. Thành nghe cô gái nói xong, gật đầu cảm ơn cô gái một hồi, rồi lại hiếu kỳ hỏi, nhưng mà sao cô lại giúp gia đình tôi? Cô gái trả lời, tôi với cậu thì tính ra là có nghiệp duyên từ kiếp trước, tôi nợ cậu một phần nhân tình. Vả lại bây giờ tôi cũng muốn nhờ cậu đi di dời mộ phần cho tôi, vì mộ của tôi sắp sập rồi, đến khi ấy thì tôi ở dưới âm khổ lắm. Cậu cứ nhớ kỹ là mộ tôi không khó tìm đâu, khó nó là cái bãi đất bằng phẳng mà hôm cậu bị ngất ngay cạnh cái cây trứng cá, cậu phải nhớ kỹ đó. Cô gái nói xong liền quay đầu ra khỏi cửa rồi biến mất. Thành cũng giật mình choàng tỉnh lại. Khi tỉnh lại thấy ông Cử vẫn đang ngồi ở bên bệ cửa. Thành lên tiếng gọi, bố ơi, còn có cách giải lời nguyền ngải đen của dòng họ nhà mình rồi. Ông Cử đang ủ rũ, nghe tiếng Thành thì cũng không khỏi giật mình, lại nghe nó nhắc đến việc giải lời nguyền ngải đen thì vừa buồn vừa ngạc nhiên. Thế việc ấy bác cả cũng từng làm rồi mà có được đâu. Thôi, mày chớ có giải mà tự động làm liều. Nhưng mà sao tự dưng mày lại nhắc đến cái việc ấy? Thành đáp, dạ, vừa rồi ở trong mơ có người về chỉ cho con cách giải ngải đen, dặn là trước hết bố phải cải tạo mộ bác cả để cầm chân vài bữa, rồi còn phải đào một cái hũ sâu 6 mét cho xương cốt của tổ tiên mình vào đấy, lại đốt xương cốt của những kẻ đã hạ ngải cho hòa với nước, rồi đem cái hũ ấy lấp lại là xong. Ông Cử thở dài, cách làm ấy có lẽ là để giải ngải đấy, nhưng mà khó là làm sao mà tìm được xương cốt. Thành cười nói, việc ấy thì bố không cần phải lo, người ấy chỉ cho con cách giải nên bố chỉ cần nghe theo là được rồi. Thành kể lại tường tận những gì mà hồn ma người phụ nữ trong huyệt mộ đã nói. Hôm sau ông Cử nghe theo lời của nó nên cũng hành động ngay, lần lượt cải táng hết mộ mả của người nhà ông Hải, lại cùng nó đến căn nhà hoang hôm trước, đem thanh xà ngang của căn nhà tháo xuống đốt ở trên cái bãi đất trống như lời của Thành nói. Đào sâu độ khoảng 3 mét thì gặp ngay một gỗ lớp mục, trong ấy có một bộ cốt mặc một bộ quần áo bà ba vẫn còn nguyên. Thành đem bộ cốt ấy thay vào cái tiểu khác rồi cải táng chôn đi. Đêm ấy người phụ nữ về tìm Thành báo mộng, cảm ơn Thành rối rít, lại còn dặn anh thật kỹ là cái hũ phải được chôn ở hướng chính nam, còn mộ huyệt của người trong nhà sau này khi chết đi không được chôn ở nghĩa trang dòng họ mà phải chuyển sang chôn ở hướng đất chính bắc trong làng. Thành răm rắp làm theo, không dám trái lời. Kể từ hôm nó và ông Cử đốt cháy cái xà lạn nhà gỗ ở căn nhà hoang thì con ma thần vòng cũng không quay về tìm. Mà Thành nghe theo lời người phụ nữ, chỉ hàng đêm thì cũng lần lượt tìm được xương cốt của 7 kẻ kia. Chỉ có điều là xương cốt không được nguyên vẹn, vì tính ra cũng đã mấy trăm năm nên đã tan gần hết, chỉ còn lại vài mảnh xương vụn. Thành đem xương cốt của những kẻ ấy thiêu ra cho, theo lời hồn ma huyệt mộ, đem cho cốt ấy hòa với nước trong hũ, lại thu thập đủ xương cốt của tổ tiên bỏ vào. Làm xong những việc ấy, Thành liền nghe ông Cử nói, bố cảm thấy nhẹ nhàng lắm con ạ, cứ như là vừa giải thoát được khỏi thứ gì đã bị áp bức bao nhiêu lâu không thoát nổi hết. Còn Thành từ bấy cũng đột nhiên thay đổi tính cách, nó chăm chỉ học hành, tu trí làm ăn. Ông Cử thọ đến 81 tuổi mới chết. Thành buôn bán rộng khắp vùng nên giàu có lắm. Câu chuyện truyền kỳ về lời nguyền ma ngải đen đã chấm dứt. Sau cái đợt ấy, người phụ nữ giới huyệt mộ cũng có về tìm Thành một vài lần nữa để cảm ơn, cũng đồng thời báo cho anh biết là cô sắp đi đầu thai kiếp khác vì đã sớm được siêu thoát nhờ Thành. Cô nói kiếp sau cô sẽ đầu thai làm con gái của Thành để trả nốt phần nợ nhân tình. Từ đó
cô ta không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của Thành nữa. Kính thưa các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện Lời Nguyền Ngải Đen. Đây là một cái sự tích có thật. Đây là một cái sự tích có thật. Tác giả đã quỷ viết trên một cái tích dân gian truyền lại. Anh ấy đã nói rất là rõ rồi. Thì mong rằng là các bạn sẽ tôn trọng cái điều đó. Cái việc mà ngày xưa đó, ở trong một làng một tộc đó, các dòng họ cứ tranh đấu nhau rồi là hãm hại nhau là cái việc nó hoàn toàn có thật. Nó là một cái việc hoàn toàn có thật. Rất nhiều dòng họ tranh đấu nhau rồi là dùng những thủ đoạn âm mưu để hạ nhau xuống, bởi vì làng xã mà một núi không thì có hai hồ, kiểu kiểu như vậy. Thế cho nên là cái việc này mình chúng ta cũng có thể hoàn toàn hiểu thôi, khi người ta không thể dùng những cái phương thức vật lý hiện đại, tức là không thể dùng những phương thức vật lý để tiêu diệt lẫn nhau, thì người ta bắt buộc là người ta phải dùng những phương thức tâm linh để tiêu diệt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong câu chuyện có nhắc đến một loài ma là ma thần vòng. Ma thần vòng thì các bạn cũng chắc là các bạn cũng được nghe rất là nhiều. Mình cũng đã từng đọc cái bộ Tháo Vòng Tay, nó cũng nhắc đến ma thần vòng. Ma thần vòng là người ta nói rằng là những người tự tử đó, thì những người mà chết do tự tử thì linh hồn không được siêu thoát, dù là nhảy sông hay là làm tự tử bằng cách nào thì linh hồn của người đó không được siêu thoát, mà cứ vất vưởng phải chịu cái nghiệp báo của nhân gian, và vì thế nó phải loanh quanh cho đến lúc nào nó tìm được một cái người nào đó thế mạng thì nó mới đi đầu thai được. Thì cái này chúng ta cũng đã từng được nghe trong cái câu chuyện Tháo Vòng Tay rồi, đúng không ạ? Cái câu chuyện Tháo Vòng Tay nó cũng đã nhắc đến rồi. Ngoài ra thì nó cũng có rất nhiều, ví dụ con ma da, tức là ma của người chết đuối, nó cũng tương tự như vậy đó. Còn một cái tích nữa nói về cái người chết treo cổ đó. Đó là khi mà một người bị treo cổ chết thì do cái dây thừng nó siết cổ, thế cho nên là linh hồn của người đấy không thoát ra được khỏi xác. Thế nên khi mà người ta hạ cái người bị chết đó xuống đó, thì người ta phải có một cái nghi lễ, đó là đặt từ 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 chân, sau đó lưng, sau đó đến đầu, chứ không phải là cứ đặt hạ cái bịch xuống đâu. Thì vì thế nên khi mà mặc dù đã chết, biết là chết rồi, treo cổ rồi, cũng không phải là cứ đứng lên ghế cắt bạch và cái dây ra xác nó đổ bịch, không phải như thế. Kể cả có gấp mấy thì gấp đấy, mà người ta phải đỡ, một người đỡ ở dưới, một người cắt dây ở trên, sau đó là từ từ đặt xuống như vậy theo cái nghi lễ kia. Bởi vì là người ta bảo làm như vậy thì cái linh hồn sẽ được giãn ra và sẽ được siêu thoát, để không bị thành ma thần vòng. Đây, đây là một cái quan niệm như vậy. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình cũng nói thật với các bạn là trong thời gian qua thì mình cũng đọc tương đối nhiều chuyện rồi, đồng thời các MC khác ở trên mạng internet cũng đọc. Thế nên cho nên là có đôi lúc không thể tránh được cái việc là bí nguồn chuyện. Mình bị bí nguồn chuyện.
Nên nếu như các bạn mà có những cái chuyện ma kinh dị nào hay các bạn thấy ở đâu đó, hoặc là chính bản thân các bạn là người viết ra, thì các bạn sẽ vui lòng inbox cho mình vào fanpage hoặc nick Facebook cá nhân của mình. Để mình sẽ lấy làm tư liệu diễn đọc cho các bạn. Cú heo, cái quan niệm, một số cái quan niệm về người chết ở trong các tình huống nó cũng rất là nhiều quan niệm hay. Hẹn em hôm mùng 1 tháng 12 tới này anh xuống, anh em mình cùng với anh Cường Hói thì sẽ ngồi với nhau và chúng ta sẽ nói chuyện về cuộc sống, về những cái quan niệm về mọi thứ. Cũng xin thông báo với các bạn là mùng 1 tháng 12 thì mình có một cái chương trình công tác ở Hà Nội, thì mình có hẹn gặp và được Hưng Cú Heo và anh Cường Hói. Nếu như mà bạn nào mà ở Hà Nội thì các bạn có thể là chúng ta có thể là sẽ, nếu như các bạn muốn có nhã hứng thì chúng ta có thể là tổ chức một cái buổi gặp mặt. Nó không phải là off cái gì cả đâu, nó chỉ đơn giản là cái buổi gặp mặt thôi. Thì chúng ta sẽ có cái sự trao đổi với nhau về những thứ trong cuộc sống, cũng như là những cái quan điểm về tâm linh hay là về bất kỳ các thứ. Các bạn có thể là inbox cho mình hoặc là Hưng Cú Heo. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Bởi vì thật ra thì khi mà nhắc đến cái ma thần vòng, tức là cái ma treo cổ đó, thì nó là một cái quan niệm cũng rất là sợ. Nói thật, nó là một cái loài ma quỷ cũng rất là đáng sợ. Các bạn cứ nhắm mắt vào. Các bạn cứ nhắm mắt vào và tưởng tượng đi. Ở ngoài cửa có một bóng người thì đi qua đi lại, nhưng với tình trạng là bị treo lủng lẳng, lướt qua cái khung cửa một cái, lướt vèo qua một cái, ngoảnh qua thì đã thấy xong rồi, ngoảnh lại thì lại vèo một cái. Rồi bất chợt cái bóng vèo đó nó dừng lại ở giữa cửa với một cái khuôn mặt bị phù thủng và tím bầm, và một cái lưỡi bị lè ra, một đôi mắt trợn lòi, một cái cổ bị gãy gập xuống. Rồi bất chợt nó ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt mình và cất lên tiếng cười kinh dị. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.